Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong số 260 thí sinh từ Đỗ Thành Trượt lớp 10 ở Thái Bình, sau thanh tra, 244 em đã trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tiếp tục đến trường. Hầu hết thí sinh từ Đỗ Thành Trượt vẫn tiếp tục được tham gia học tập. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình cho biết, tính đến hết ngày 4 tháng 9, trong số 260 thí sinh đã công bố trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 20 tháng 8, nhưng lại không trúng tuyển đợt 1, 2 sau ngày 20 tháng 8. Sau khi xét tuyển bổ sung, đã có 30 thí sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, 141 thí sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông tư thục, 73 thí sinh trúng tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 3 thí sinh báo không nhập học từ trước ngày 20 tháng 8, 13 thí sinh không có thông tin tuyển sinh. Sau khi công bố kết luận thanh tra, ngành giáo dục các cấp đã tổ chức hướng dẫn, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về các hình thức xét tuyển bổ sung, nhưng có thể là gia đình bản thân các thí sinh có những lựa chọn khác nên không thông tin lại và cũng không tham gia xét tuyển bổ sung. Do đó, chỉ có 16 thí sinh không tiếp tục tham gia học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã giải quyết sự cố hồi phách bài thi tự luận trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 vừa qua, đảm bảo các em học sinh và gia đình có nhu cầu, mong muốn đều có cơ hội được tham gia học tập ở các môi trường khác nhau phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của thí sinh. Lễ khai giảng ở các cấp học, khối học trên toàn tỉnh, đặc biệt là khối đầu cấp trung học phổ thông đã diễn ra kịp thời, đúng theo kế hoạch, thời gian năm học đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng nguyên nhân chính khiến một số thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1 là vì có quá nhiều người tập trung đăng ký vào một ngành, trong khi lượng chỉ tiêu có hạn nên điểm chuẩn bị đẩy cao lên. Thực tế, năm nào chúng ta cũng thấy một số ngành học như vậy, đó là quy luật cung cầu. Khi một trường đại học đào tạo được ngành học uy tín sẽ có mức độ thu hút sinh viên cao. Để hạn chế việc thí sinh bị trượt nguyện vọng 1, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay, giải pháp quan trọng là công tác định hướng nghề nghiệp cho thí sinh, cần phải làm thật tốt, tránh trường hợp nhiều thí sinh chỉ tập trung vào một trường, một ngành. Thứ hai, tư vấn để thí sinh nhận ra rằng không nhất nhất phải đỗ nguyện vọng 1 mới có khả năng thành công. Bởi vì với điểm số cao đã đạt được, các em hoàn toàn có khả năng đỗ vào các ngành học tương tự tại một ngôi trường khác. Cuối cùng, cần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học để không có nhiều sự chênh lệch, từ đó tăng sự lựa chọn cho thí sinh. Thí sinh có thể nhìn vào xu hướng điểm chuẩn của các năm trước để ước lượng khoảng điểm trúng tuyển và khoảng năng lực của mình, từ đó chia nguyện vọng thành 3 nhóm. Đầu tiên là nhóm những ngành, những trường có điểm chuẩn cao hơn năng lực. Nhóm thứ hai là nhóm có điểm chuẩn ngang bằng với khả năng. Cuối cùng là nhóm có điểm chuẩn thấp hơn năng lực của thí sinh. Hơn nữa, miễn là nguyện vọng đã lựa chọn, thí sinh nên theo học, không phải là chỉ chọn lấy một ngành, sau đó dù đỗ nhưng không muốn theo đuổi, thầy chỉ nói thêm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Thắng cũng đưa ra quan điểm, điều quan trọng là các thí sinh nên cân nhắc đảm bảo nguyện vọng đã đăng ký vẫn là những ngành học bản thân yêu thích và phù hợp với năng lực. Thí sinh cũng không nên nhìn điểm chuẩn của các năm trước mà quá lo lắng hoặc quá tự tin. Thay vào đó, cần cố gắng phát hiện những tố chất, điểm mạnh, điểm yếu của mình để chọn ngành học và sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ trên xuống dưới một cách phù hợp, tạo cho kỳ vọng lớn nhất ở trên cùng, dần dần đến những nguyện vọng thấp hơn nhưng vẫn phù hợp với đam mê, sở thích. Điều này cũng sẽ tránh được trường hợp các em đã trúng tuyển nhưng không nhập học. Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn. Văn bản được ký bởi ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, nêu ngày 29 tháng 8, báo chí đã đăng bài viết phản ánh về một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Đức TELC, khi chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi. Cục Quản lý Chất lượng đề nghị các sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xác minh thông tin phản ánh nêu trên,
ra soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định về thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Đức TELC theo thẩm quyền nếu có. Báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra, xử lý về Bộ Giáo dục Đào tạo qua Cục Quản lý Chất lượng chậm nhất trong ngày 10 tháng 9 năm 2024, văn bản nêu. Trước đó, báo chí đã đề cập đến vấn đề dù chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, nhiều đơn vị liên kết với đối tác nước ngoài tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam. Đây là một bằng cấp về sử dụng tiếng Đức phục vụ cho các hoạt động học tập, làm việc hay du lịch tại Đức. Các đơn vị như EU, ES, Academy, WBS Training Việt Nam, AVT Group, SHB quảng bá tầm tụ về kỳ thi này. Do nhu cầu lớn, mỗi trung tâm có thể thu hút hàng trăm đến hàng ngàn lượt thí sinh đăng ký mỗi đợt. Mức phí dự thi cũng không có sự thống nhất mà dao động từ 5 đến 8 triệu đồng tùy từng đơn vị tổ chức. Những kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Đức TELC được tổ chức trong một thời gian dài nhưng không xin cấp phép từ cơ quan chức năng. Điều này đã dẫn tới hàng loạt những bất cập nảy sinh và nhiều dấu hỏi liên quan đến chất lượng thực sự của các kỳ thi này. Vào cuối năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng từng có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chỉ cho phép các tổ chức cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo các chuyên gia, việc đưa ra các câu hỏi bài tập yêu cầu sự tư duy, biện luận nhiều sẽ hạn chế được việc người học sử dụng AI gian lận khi thi cử. Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng rộng rãi, tạo ra nhiều giá trị tích cực, nhưng việc sử dụng AI không đúng cách, đúng mục đích có thể khiến người sử dụng từ thế chủ động sang bị động, phụ thuộc. Trong môi trường giáo dục, AI đang được ứng dụng vào cả công tác quản lý, giảng dạy và học tập của sinh viên. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, AI đã mang đến nhiều thay đổi trong giáo dục, nhất là giáo dục đại học bây giờ. Hiện có nhiều nền tảng học tập trực tuyến sử dụng AI như Teams, Meet, Zoom có thể cung cấp các công cụ giúp sinh viên tự học, theo dõi tiến độ học tập và nhận phản hồi ngay lập tức về kết quả học tập của mình. Ngoài ra, AI cũng hỗ trợ giảng viên quản lý lớp học hiệu quả hơn, từ việc chấm bài tự động đến việc phân tích sự tiến bộ của học viên. Do đó, trường rất khuyến khích sinh viên sử dụng AI để học tập, tuy nhiên cũng khuyên các em không quá lạm dụng vào AI, đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng AI để gian lận khi thi cử. Khi sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp hay đề án môn học thì khuyến khích các bạn sử dụng AI để tìm kiếm thông tin và xử lý dữ liệu, chứ không phải khuyến khích dùng để viết bài luận án hoàn toàn bằng AI. Hơn nữa, nếu sinh viên dùng AI, giảng viên cũng sẽ phát hiện bởi câu từ sẽ có sự khác biệt với người học viết, ông Sơn nói. Tiến sĩ Lê Mạnh Hải, trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định nhận định AI đang phát triển đột biến. Ví dụ hiện nay, sinh viên đang rất thích dùng ứng dụng ChatGPT để làm các bài luận. Điều này khiến trường đang phải quan tâm đưa ra những giải pháp để chống sinh viên lạm dụng công nghệ trong việc học hành. Biện pháp đầu tiên chúng tôi đang áp dụng là việc giáo dục sinh viên để sinh viên biết AI là sản phẩm do con người làm ra. Nó không thể sáng tạo được và muốn sáng tạo thì sinh viên phải tự mình làm ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thay đổi cách trong dạy học. Những câu hỏi yêu cầu trả lời đúng, sai sẽ không dùng nữa, thay vào đó sẽ là những câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời phải có tư duy logic, đòi hỏi sự biện luận. Cái này AI sẽ không làm được. Tiến sĩ Lê Mạnh Hải chia sẻ. Ngoài ra, theo tiến sĩ Lê Mạnh Hải, quá trình học của sinh viên bây giờ đòi hỏi những bài tập mang tính sáng tạo nhiều hơn, những bài tập mang tính đúng sai, yêu cầu sinh viên phải suy nghĩ nhiều hơn, tư duy nhiều hơn. Điều này sẽ hạn chế sinh viên lạm dụng AI. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.